thì công đức và căn lành của các vị Bồ Tát này trong mỗi một sát na dần dần được tăng trưởng, nhờ vậy mau chứng vô thượng Bồ Đề có thể làm lợi ích an vui cho tất cả hữu tình đến tận đời vị lai. Vì thế Bồ Tát muốn thừa đem lợi ích an vui cho hữu tình, thì trong tất cả hành động thường phải siêng năng tu tập phương tiện thiện xảo, hồi hướng lên quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề và nguyện làm lợi ích lớn cho các hữu tình. Thế quyển thứ 579.